Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 11 năm 2018. Ngày mới, ngày thứ hai đầu tuần, cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có một tuần làm việc, một ngày làm việc mới thật là hiệu quả, thật là vui vẻ và gặp thật là nhiều may mắn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mã Bảo Trung. Em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Và em chuyên cung cấp tất cả các loại giống hoa Phong Lan rừng Cao Bằng. Và bên cạnh đấy thì chúng em vẫn còn có những cái giao lưu và chia sẻ về cách trồng, cách chăm sóc hoa phong lan rừng. Thì số điện thoại để liên lạc với shop chúng em là số điện thoại 0968 268 175 và số điện thoại 0868 376 205. Số chính chủ, số của em là số 0949 261918. Phiên hôm nay thì em sẽ giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị các bạn những loại hoa chủng giống hoa phong lan rừng sau đây. Thì đợt này thì hàng về ít và giá thì lại bị cạnh tranh và giá cao nữa, nên là chúng em sẽ bán tăng giá từ 10 đến 50 nghìn một cân cho các loại. Và em sẽ giới thiệu từng phần từng loại một luôn. Đầu tiên em giới thiệu với mọi người cái giáng hương cẩm báo. Là một trong những loại lan mà dễ trồng, dễ thuần nhất trong tất cả những dòng phong lan. Cái loại này thì phiên hôm nay thì em, lúc nãy thì em bỏ ra em xếp, em bỏ ra em định lọc cây xếp bán riêng và cái lướt bán riêng. Nhưng sau đấy thì thấy nó, cái tỷ lệ nó của nó cũng khá là đều và đẹp, nên là em sẽ không lọc hàng để bán nữa, mà em sẽ bán solo. Em sẽ bán solo là giá là 350k 1kg nhé. Và hàng chúng em đã cắt tỉa rễ một phần cho cô chú anh chị các bạn rồi. Đấy, 350.000 một cân. Đấy, giáng hương cẩm báo, lá xếp nhé. Đây, lá xếp, hầu như lá xếp. Và cây to, cây vừa em để lẫn lộn và chúng em sẽ cân lẫn lộn cho gửi cho khách hàng. Đây, và loại này rất là khỏe. Đấy. Giá là 350k 1kg nhé. Lô hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Và em chỉ có 20 cân thôi. Đấy, tiếp theo, giáng hương đuôi cáo lá xếp em xin phép được bán giá là 350.000 một cân. Riêng cáo lá xếp nhé. Em đảm bảo cây nào cây đấy. Đấy, đây là cáo cây. Toàn bộ đây là cáo cây và cáo cây nó khác hơn cáo cáo đá. Ở chỗ là cáo cây bản lá nó to hơn, dày hơn và lá ngắn hơn, cứng hơn. Đấy, hoa của nó siêng hơn và dễ trồng hơn. Đấy, cái cơ bản nhất là nó rất là dễ trồng. Đấy, nó rất là dễ trồng. Đấy, dễ trồng và dễ phát triển hơn. Trong này kiều vuông em bán 250.000 một kg. Kiều vuông em có vài ki thôi. Đấy. Trong này giáng hương đuôi cáo này, đây là cáo đá nhá. Cáo đá em bán 150k một kg này. Cáo đá. Đấy. Trong này cả là cái cô lô cáo cây mà hàng lá chung. Nó xếp gọi là CV đấy. Đấy, CV đấy. Đó. CV đấy. Đấy. Em bán loại này thì em bán 250 một cân nhá. 250k 1kg. Loại này, đấy, cây lá cực ngắn, cực đẹp và bản lá cực kỳ to. Đây ạ. Lá của nó chỉ dài tầm khoảng 18 cm thôi, 18 đến 20 cm thôi. Đấy, không có loại nào lá dài hơn đâu nhá. Đều tăm tắp như thế hết ạ. 250k 1kg cáo cây. Loại lá chung, lá CV. Đây ạ, rất là đẹp ạ. Và mọi người xem, có thể xem cái cần hoa của nó dài này. Đấy, em lấy một cây ra làm ví dụ như cây này chưa phân nhánh. Một gang này, hai gang, 60 cm bông hoa của nó ấy. Đấy, 60-70 cm đều đều. Đấy. Tiếp theo ở trong này, hoàng thảo sơn thủy tiên em bán giá là 240.000 một cân. Đấy. Cam kết hàng đẹp cho mọi người nhé. Sơn thủy tiên riêng hàng của em thì cái mối của em thì được tỷ lệ 90% là hàng đẹp. Đấy, có những lô hàng về hàng xấu quá thì chúng em sẽ phản hồi lại và lô đấy chúng em sẽ bán thanh lý và bán giảm giá cho mọi người luôn. Đấy. Còn lô, những lô hàng này thì rất là ổn. Trong này, hoàng thảo chuỗi ngọc em bán giá 230.000 một cân. Trong này, hoàng thảo long tu xuân. Long tu này, long tu nổ tết nhé. Em bán cả ngắn, cả dài, cả to, cả bé. Em bán 280.000 một kg. Đấy, 280.000 một cân. Cả ngắn, cả dài, cả to, cả bé lẫn lộn. Đai châu. Đai châu này là đai châu rừng nhé. Đai châu này em bán giá 450k một kg ạ. Cả to, cả bé. Đây, 1 kg được khoảng 7 đến 10 cây. Đấy, hôm nay em có 3 cân thôi, đai châu. Đấy. Panda. Panda em bán 100.000 một bó đấy, em có 1 2 3 4 bó nhé. 100k một bó và có cả cây lá xếp, lá lướt đây lẫn nhau đây. 4 bó. Đấy. 100k một bó. Hoàng thảo chuỗi ngọc thì em bán giá 230.000. Còn ở trong này, thanh đạm này, thanh đạm 90.000. Đấy. Thanh đạm 90.000. Tiên hài 90.000. Hay râu em bán 150.000. Em sẽ giới thiệu qua nhanh thôi, bởi vì là hàng của em thì
Ở trong này thì toàn hàng phổ thông em thường xuyên bán thôi. Hoàng thảo long nhãn này 100k một bó. Đấy. 100k một bó. Hoàng thảo long nhãn. Đây là long tu đá tím, phiên hôm nay em về có được 12 cân thôi. Đấy, long tu đá tím em bán giá là 300.000 một cân. Đấy. Địa lan hồng hoàng em về 30 cân. Địa lan hồng hoàng em bán giá 120.000 một kg. Đấy, hồng hoàng bóc đô lẫn lộn em bán lẫn lộn hết 120k một kg. Cho cô chú anh chị các bạn cùng trồng sưu tầm, và mùa này là mùa trồng địa lan rất là tốt này. Đây là giáng hương tam bảo sắc, lá xếp, lá lướt, cây to, cây bé, lẫn lộn, em để lẫn lộn tất tần tật hết với nhau. Đó. Giá em bán là 200.000 một kg thôi nhé. Đấy, 200k một cân. Giáng hương tam bảo sắc rất là đẹp. Đấy, lô hôm nay. Và hôm nay có về một lô đuôi chồn em rất là ưng này. Lâu lắm em không về giáng hương đuôi chồn rồi này. Đuôi chồn lô hôm nay về em rất là ưng. Ở đây mọi người có thể thấy có những cây to, cây bé, cây vừa. Cây bé thì không bé quá đâu nhé. Và những cái cây rất là đẹp này. Thì nó xếp về những cái quạt đây này. Đó. Giá em bán phiên hôm nay em xin phép được bán giá là 320.000 một kg. Giáng hương đuôi chồn nhé. 320.000 một cân. Hàng cực đẹp luôn, tiền nào của đấy ạ. Ngoài ra đây là cái lô em bán xả nhé. Thanh lý xả nhé. Gồm có cả, đây có cả hạc vĩ này, phi điệp vàng này, kiều vàng này, thanh lạm này. Đấy. Có tất cả các loại linh tinh ở trong này luôn đây. Đùi gà này. Các thứ, nhưng mà em bán thì em bán sẽ bán cả đồi đồng luôn, solo luôn là 80.000 một kg. Đấy, em sẽ bốc solo. Em sẽ không bốc một loại đâu mà em sẽ bốc rất là nhiều loại với nhau. Đấy, 80.000 một cân. Đấy. Em không có thời gian ghép nên là em cứ ghép lên cứ bán giá như thế. Đây là kiếm lô hội, mà loại kiếm mà em đã trồng thuần ở nhà được một năm rồi. Đấy, nó rất là khỏe và cây đang phát triển rất là nhiều này. Thân tơ cực kỳ nhiều này, em bán giá là 200.000 một chậu. 200.000 một chậu này. Đấy, cây rất đẹp luôn nhá. Đấy. Có 3 chậu. Đây đây là hài râu. Em đã trồng thuần được 2 năm rồi. Em bán giá 280.000 một chậu, một chậu dưới 10 thân tơ nhé. Và ở đây em có một dề kiều vuông rất là đẹp. Và cái dề kiều vuông này đang rụng lá rồi. Đấy, mùa này là mùa rụng lá rồi. Đấy, đây là đấy. Ui rồi. Đấy, dề rất là to. Dề rất là to đẹp. Và dề này thì em xin phép được bán giá là 800.000 nhé. Cái dề to này em bán 800.000. Đấy. 800.000 cho cái dề này. Và tiếp theo ở bên này hàng thuần nhé. Hàng thuần rất là nhiều loại này. Đây là trầm. Trầm này thì em bán giá là 400.000 một chậu. Đấy, 400.000 một chậu từ 2 thân trở lên. Đấy. Một chậu 2 thân. Và cây rất là khỏe. Đây, thân gọn rồi. Đấy, khi mà cô chú anh chị các bạn mua về chỉ để treo và giữ ẩm một ít thôi. Cho cây nó phát triển. Và cho hoa. Đấy, một chậu như này em bán 400.000 thôi. Bộ rễ của nó phát triển rất là khỏe này. Đấy. 400k một chậu này. Trầm ạ, đấy là trầm tím nhá, trầm thơm nhá. Tiếp theo ở phía bên này, em sẽ giới thiệu từng hàng một. Bên này hoàng thảo Nghệ Tâm em bán giá là 150.000 một bó, hôm nay chúng em làm bó rất là to. Đây. Có 3 bó, 150k một bó đây. Loại này nở hoa vào mùa xuân. Tiếp theo ở đây em có hai bụi Vanda. 3 bụi Vanda đây. Cây mẹ con, toàn 3 bụi cây mẹ con hết này. 1 2 3. 3 bụi Vanda này em xin phép được bán 400.000 nhé. 400k. Và 3 cây Vanda là xếp này. Em bán 250k nhé. Đây, 3 cây ạ. Cái này có 3 cây. Đấy. 250.000 cho 3 cây này. Rất là đẹp. Đây là hai bó hoàng thảo hương vani. Cái loại này thì vừa làm thảo dược được và vừa có thể làm cây cảnh được này. Hai bó hương thảo hương vani này em bán giá là 280.000 một bó nhé. 280.000 một bó. Này, một bó được một giò rất là to. Ở trong này em có một dề long nhãn nguyên bản đấy. Cái dề này nguyên bản cô chú anh chị các bạn mua về chỉ biết đặt vào trong cái chậu là lấy que về cắm lên giữa cây là ok ngay. Chậu này em xin phép được bán giá là 350 thôi nhé. 350 cho cái cây nguyên bản này. Tiếp theo hàng thứ hai là những cái khóm cáo nguyên bản nhé. Hàng thứ hai là cáo nguyên bản. Đây cô chú anh chị các bạn xem nhé, ở đây có hai cây cáo nguyên bản rất là đẹp này. Hai cây là xếp cực kỳ đẹp nhé. Đấy. Hai cây này em bán giá là
550.000 nhé. 550k cho cặp này, cào xếp nguyên bản cực đẹp. Ở đây có một cây cây nguyên bản một cặp nữa này. Cặp này đẹp hơn này. Cặp này đẹp hơn, em bán giá là 580.000 nhé. Đấy, cặp này đẹp hơn. Đấy, 580k cho cặp này. Đấy, số 2 nhá. Số 1 550, số 2 là 580. Số 3 này. Số 3 là 3 cây là ship, nhưng tuy nhiên rằng là cây này đang cây thanh niên đang phát triển. Ở 3 cây này em chỉ bán giá là 280.000 thôi. Đấy, 280k cho 3 cây này. Số 3 nhá, 280k. Đây rất là đẹp. Đó. 280k. Đấy. Số 4 gồm có 1 2 3 4 5 cây. Cây này thì khi mà dân chặt từ cái cây cao xuống là nó bị dập cái ngọn một tí này. Đấy, cây như thế nào thì em sẽ nói thực tế cây như thế để khi mà cô chú anh chị các bạn nhận được hàng thì đỡ phải phản hồi. Cái này có 1 2 3 4 5 cây. 5 cây là có một cây to nhất thì bị rách một tí lá ở đầu ngọn này. Và 5 cây này em chỉ bán giá là 420.000 thôi nhé. 420k cho cái khóm nguyên bản này. Và cuối cùng ở đây có hai cặp. Cái cây đầu tiên là có 3 cây. Đấy, cây này có 1 cây. Và 3 cặp này em chỉ bán giá là 350 thôi nhá. 1 2 3 cây này bán 350 này. Đấy, 350 cho hình số 5 này. Đấy, em ghi theo số rồi, số 4, số 5 rồi. Số 5. Đó. Số 5. 350k. Số 4 420k. Số 3 280k. Số 2 580k. Đấy, số 1 550k. Tiếp theo phía bên này. Bên này là Vanda nguyên bản nhé. Vanda nguyên bản này. Khóm này là một khóm Vanda nguyên bản rất là to đẹp này, lá xếp này. Gồm có 1 2 3 4 5 6 cây. 6 cây. Cây này em bán giá là 400.000 nhé. 400.000 cho cây đấy. Cây này xấu hơn. Cây này em chỉ bán 250 thôi này. Cây này có 1 cây, 2 cây và có rất là nhiều cây con. Đây, một cây lá xếp bên kia rất là đẹp, em chỉ bán 250 thôi. Cái giá thể nó xấu quá. Một cây duy nhất. Một cây xếp duy nhất. 220.000. Số 3 nhé. Em xin phép được ghi từ ngoài vào này. Đấy. Số 1 này em vừa ghi ấy giá rồi này, 400k này. Số 2 250k này. Số 3 220k này. Số 4. Số này bán 240k này. Số này đẹp hơn này. Đẹp hơn một tị này, bán cắt hơn 20.000. Đấy là 240k. Số 4 240k nhé. Rất là đẹp. Cái này rất là đẹp. Đấy. 240k cho số 4 này. Đấy. Tiếp theo số 5. Số 5 là một cặp. Một cặp. Số 5 các bạn ấy xếp một cặp này. Còn có một cây, hai cây và ba cây. Cục này có hai cây này. Đấy. Em bán 380k cho cặp số 5 này. À số 4 này, à số 5. Em xin lỗi, số 5. 380k cho cặp cây này, rất là đẹp. Số 6 là hai cây xếp cực đẹp này, đây này. Xếp rụt luôn ạ. 280k cho cả hai cây này. Số 6 nhỉ, 280k. Và số 7 đây, số 7 là một cây rất là to. Đấy, một cây rất là to xếp rụt ạ. Xếp rụt cực đẹp, đây còn có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân. 6 thân tất cả. Cái này phải để kiểu như thế nào thì nó mới đẹp được. Em lại cầm như thế cho anh. Đây là số 7 nhé. Chiều này thì nó hơi ngược. Đấy, chiều này này. Đấy, em nhấc lên. Đấy, số 7 rất là đẹp. Đó, số 7 này em bán 700k nhé. 700k cho cây lá xếp này. Lá xếp rụt này, 700k số 7. Ok. Tiếp theo, em có 3 bụi đùi gà nguyên bản. À, từ từ đã. Rồi cuối cùng là dây số 8. Đây. Dây số 8. Số 8 này còn có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân ạ. 4 thân, nhưng tuy nhiên cây này có rất là đặc biệt là cây này cây lá nhăn này. Đấy. Cây này là cây Vanda lá nhăn nhé. Lá nhăn cả hai cây luôn, cả cặp luôn. Đó. Hai cây trên này thì không nhăn, hai cây trên này không nhăn, hai cây dưới này là nó cùng chung gốc nên là hai cây đều nhăn hết này. Đấy. Em bán 800.000 cho cây này nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Em nhấc cho khách xem.
800k cho dề số 8 này. Đấy, rất là đẹp. Nó là một cái dề Vanda lá nhăn cho cô chú anh chị các bạn sưu tầm. Đây, nhăn cực kỳ rõ luôn ạ. Đấy, 800k cho cái cây Vanda lá nhăn này. Ok rồi, có ở đây em có 3 bụi đùi gà. Ba bụi đùi gà này là 3 bụi đùi gà nguyên bản. Bụi số 1 này. Bụi số 1 gồm có, em xin phép được dẫm lên này, dẫm lên rồi giữ nó để đếm thân tơ 1 2 3 4 5. 5 thân tơ nhá. Bụi này rất là đẹp. Cây mọng ứng luôn này. 350k cho cây số 1 này. Đấy. 350k cho số 1 này. Số 2. Số 2 bán 3 cũng 350k. Số này cũng rất là đẹp. Đây. Tuy nhiên là cái giá thể nó khá là to nên là nếu mà cô chú và các bạn nào ở phía Bắc thì em sẽ gửi xe. Còn không thì nếu mà gửi bưu điện thì em sẽ bổ, em sẽ phải dùng cái cách nào đấy, em sẽ bổ cái giá thể của nó làm đôi thì nó giảm nhẹ được cái trọng lượng đi. Đấy. Rất là đẹp, 350k cho bụi số 2. Bụi số 3 là một cái bụi khủng bố luôn. Bụi này là chắc là người dân mang về nhà muốn để ở nhà rồi. Nhưng mà chắc là đấy hết tiền nên là cũng mang ra bán này, đã có móc hết rồi này. Bụi này em sẽ đếm thân này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 thân ạ. Có 16 thân tơ. Đấy, bụi này rất là to đẹp nhá. 16 thân tơ. Và bụi này em bán 850 nhá. Bụi đùi gà này. 850. Ở đây em có hai giò hạc vĩ mà phía năm nọ em mang xuống bán giao lưu. Em xin phép được bán giá là 1.400.000 một giò này. Đấy. 1.400.000 một giò này. Đấy, rất là to đẹp. Lâu lắm rồi em không bán phi điệp, để cuối video này thì em xin phép được bán hai mầm phi điệp. Hai mầm phi điệp này là hai mầm phi điệp lùn cao bằng rất là đẹp. Nhưng mà tuy nhiên rằng là khi mà dân mang ra thì không cẩn thận làm gãy mất một cái đầu thân. Đầu thân bên thân này thì có hai thân rất là đẹp, lùn đẹp này, phình đuôi rất là đẹp. Hai thân này dài được một thân 38cm và một thân 45cm. Đấy, và có hai thân tơ và có bốn thân da. Đấy, bám ở trong một cái khăn mà người đồng bào họ trồng ấy, khá là lâu rồi, rất là ổn cây. Và cặp này thì em xin phép được bán giá là 1.200.000 nhé. 1.200.000 cho cây cặp này. Rồi, ngày mới đến rồi, cũng là ngày đầu tuần thì chúng em chả biết nói gì hơn. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể khách hàng thân thương, những khách hàng mà luôn luôn tin tưởng và ủng hộ shop chúng em. Đấy, chúng em chả biết nói gì hơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị các bạn vào phiên bán hàng buổi sáng ngày mai nhé. Em xin kết thúc video tại đây thôi ạ.